Theo luật có từ thế kỷ 19, các cặp vợ chồng Nhật Bản phải chọn tên chồng hoặc tên vợ sau khi kết hôn. Khoảng 95% lấy họ chồng. Tất nhiên là luật đã lỗi thời. Tôi nghĩ luật dân sự của chúng tôi có hiệu lực từ cách đây 77 năm. Vì vậy, bây giờ cần được sửa đổi. Hơn 50 năm qua, nhiều người chờ đợi sự thay đổi, nhưng Quốc hội Nhật Bản vẫn chưa có chuyển biến, nên tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Các nhà vận động cho biết, ngoài vấn đề thủ tục hành chính đau đầu khi phải đổi tên trong mọi thứ, từ hộ chiếu đến tài khoản ngân hàng, điều này còn gây ra vấn đề cho những phụ nữ đã có sự nghiệp ổn định. Và nếu các cặp vợ chồng không kết hôn thì còn bị ảnh hưởng đến một loạt các quyền, bao gồm cả những quyền liên quan đến con cái, quyền thừa kế và vấn đề thuế. Theo một tuyên bố, vụ kiện nhằm mục đích xác nhận tính bất hợp pháp của việc chính phủ không sửa đổi luật và đòi bồi thường 500.000 yên, tức là gần 84 triệu đồng cho mỗi nguyên đơn. Tòa án tối cao Nhật Bản đã hai lần ra phán quyết vào năm 2015 và 2021 rằng luật hiện hành là hợp hiến, nhưng cũng kêu gọi các nhà lập pháp thảo luận về một dự luật giải quyết những yêu cầu ngày càng tăng về việc phải linh hoạt cho vấn đề họ sau hôn nhân. Những người ủng hộ luật hiện hành cho rằng việc có một họ duy nhất là điều quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ gia đình và những nỗ lực thay đổi luật lệ là tấn công vào các giá trị truyền thống.